Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết Thanh Hóa. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay thời tiết tại khu vực Thanh Hóa có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nền nhiệt trung bình từ 24 cho đến 37 độ, độ ẩm trung bình 46%. Và sau đây sẽ là dự báo chi tiết các khu vực. Khu vực Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, trời nhiều mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 37 độ, độ ẩm trung bình 46%. Khu vực Lang Chánh, Thường Xuân, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Thạch Thành, có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 24 đến 40 độ, độ ẩm trung bình 45%. Khu vực Như Xuân, Như Thanh có mây, ngày nắng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 24 cho đến 42 độ, độ ẩm trung bình 72%. Khu vực Triệu Sơn, Thọ Xuân, Vĩnh Lộc, Yên Định và Thiệu Hóa có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 24 đến 40 độ, độ ẩm trung bình 37%. Khu vực Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoàng Hóa, Đông Sơn, Quảng Sương và Nông Cống, mây thưa, trời nắng, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, độ ẩm trung bình 51%. Thị xã Bỉm Sơn, mây thưa, trời nắng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm trung bình 53%. Thành phố Sầm Sơn, mây thưa, trời nắng, nhiệt độ trung bình 25 đến 31 độ, độ ẩm trung bình 72%. Thị xã Nghi Sơn, mây thưa, trời nắng, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, độ ẩm trung bình 50%. Thành phố Thanh Hóa có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, độ ẩm trung bình 46%. Vâng, bản tin dự báo thời tiết tới đây xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.